thế hệ tiếp theo và là nòng cốt của hội đồng hương chúng con sau này. Ngay từ đầu, những năm đầu, tại nơi đất khách quê người, những người con an lạc xa quê đã tụ họp lại để nhắc nhở nhau giữ vững truyền thống đức tin mà tổ tiên ông bà gìn giữ, thúc đẩy nhau vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống theo gương thánh Vinh Sơn Quan Thầy. Hơn nữa, hội đồng hương chúng con còn mời gọi các thành viên thể hiện tinh thần đoàn kết liên đới khi phải sống xa quê hương, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong đời sống đức tin cũng như trong công ăn việc làm. Cho tới nay, hội đồng hương chúng con đã có những hoạt động tiêu biểu như liên kết với cha xứ và hội đồng mục vụ quê nhà để cộng tác giúp đỡ trong việc xây dựng nhà chung, mở rộng khuôn viên, tôn tạo sơn sửa nhà thờ, nhà xứ, động viên tinh thần và ủng hộ giúp đỡ các thành viên hội đoàn quê nhà, nhất là giới trẻ, thiếu nhi thánh thể, khuyến học, bác ái, thăm viếng những gia đình đồng hương có người ốm đau bệnh tật, phúng viếng xin lễ khi ở quê có người qua đời, tổ chức giải bóng đá Cúp Thánh Vinh Sơn hàng năm để tăng cường tinh thần thể thao, giao lưu với hội đồng hương các xứ bàn và các anh em dự tu, liên kết anh em lương giáo cùng quê hương, thành lập ban kim nhạc để phục vụ trong các thánh lễ và tiếp tục phát huy những sinh hoạt đạo đức truyền thống quê nhà, thành lập quỹ ông thánh và gây hội phi lợi nhuận để có kinh phí duy trì hoạt động và mua được một căn nhà làm trụ sở của hội đồng hương. Hoạt động thường xuyên và ý nghĩa nhất, duy trì việc đọc kinh ông thánh hàng tháng và tượng ông thánh được rước tới từng khu vực để mọi người hiệp thông cầu nguyện. Hướng tới tương lai, chúng con sẽ xây dựng quy chế độ đồng hương để các hoạt động được ngày một hoàn thiện và thêm tình hiệp thông với các sinh hoạt mục vụ của Tổng Giáo phận Sài Gòn cũng như giáo phận quê nhà. Thứ đến, chúng con sẽ thành lập hội giới trẻ đồng hương để phát huy sức trẻ trong các hoạt động tông đồ và tạo tình liên đới giữa các khu vực. Đồng thời, chúng con sẽ đẩy mạnh việc khuyến học cho các em học sinh, bởi lẽ người công giáo nào cũng cần có đức tin và tri thức để có thể vươn xa và sống đạo cách trưởng thành. Kính thưa quý đấng bậc và cộng đoàn, đôi dòng sơ lược như thế để tạ ơn Thiên Chúa, đội ơn Thánh Vinh Sơn, và cũng là dịp để chúng con nhắc nhau ôn cố tri ân, với quá khứ là tri ân, với hiện tại là chấn hưng, và với tương lai là dấn thân. Chúng con kính xin Đức Cha, quý Cha chúc lành và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho hội đồng hương chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Trong tâm tình cảm mến và tri ân, giờ đây chúng con xin kính mời Đức Cha, quý Cha cùng cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ, mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Thank you.
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Trọng kính cha chính xứ Phêrô, trọng kính quý cha, quý thầy, quý dì, kính thưa toàn thể cộng đoàn anh chị em, kết duyên bà con giáo dân của giáo xứ An Lạc Thái Bình rất thân mến. Trước hết tôi xin thay mặt cho các cha và mọi quan khách xa gần về đây trong dịp mừng 15 năm thành lập Hội Giáo xứ An Lạc Kính Thánh Vinh Sơn, xin trước hết có tràng pháo tay để chào chúc nhau. Tiếp đến kính trọng kính cha chính xứ Phêrô, được biết hôm nay cha mừng 22 năm được ơn thủ phong linh mục của Chúa, và cha Giuse một năm. Cộng đoàn giáo xứ đây cũng như hết mọi người chúng ta, ngoài việc chúc mừng Ngài, chúng ta dâng thánh lễ này một cách thật sốt sắng, cầu nguyện để cho mọi linh mục nói chung, cách riêng cha Phêrô và cha Giuse của giáo xứ Thiên Ân đây ngày càng được tràn đầy phúc lành của Chúa, mặc lấy trái tim mục tử của Chúa Giêsu trong tháng thánh tâm này. Và nhân dịp này cũng xin thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ An Lạc có lời cảm ơn cha chánh xứ, cha phó xứ và quý viên chức hội đồng giáo xứ cũng như toàn thể bà con giáo dân giáo xứ Thiên Ân đã tạo điều kiện thuận lợi để hôm nay một số đại diện của gia đình giáo phận Thái Bình qua giáo xứ An Lạc có dịp để mừng lễ thánh bổn mạng Vincente hôm nay. Xin Chúa thương nhờ lời chuyến cầu của thánh Vincente chúc lành cho cha xứ, cha phó và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thiên Ân tràn đầy phúc lành của Chúa. Tiếp đến kính thưa cộng đoàn anh chị em, kết riêng quý bà con giáo xứ An Lạc, hôm nay vô tình nhưng mà lại ngẫu nhiên, cũng như cách đây 3 tuần, ngẫu nhiên nhưng mà lại rất là trùng hợp, có thể là nhờ tình thương của thánh Vincente quy tụ lại tại An Lạc Thái Bình, cũng đã mừng một thánh lễ rất trọng thể kính thánh Vincente. Mặc dầu mới ra khỏi kỳ cơn bệnh dịch Covid, thì hôm nay tôi cũng như các cha và rất là ngạc nhiên, đồng thời cũng vui mừng thấy con cái của Hội Thánh Chúa phát triển khắp mọi nơi. Riêng giáo xứ An Lạc, số giáo dân khoảng 1.200, nhưng mà số lượng ở đây là con cái cháu chắt của gia đình giáo xứ An Lạc, không biết cũng 700-800 hay 1.000 không chừng, nói lên một cái sức sống phát triển. Và vừa rồi chúng ta nghe một vị đại diện sơ lược một vài nét sinh hoạt trong 15 năm qua. Cho nên hôm nay thay mặt cho giáo phận Thái Bình cũng như các bà con quen biết, cách riêng các ân nhân xa gần trong giáo xứ An Lạc, xin kính dâng lời
chúc mừng đại lễ Bổn Bằng Thánh Vincente và mừng 15 năm kỷ niệm hội An Lạc tại miền Nam này. Xin có tràng pháo tay chúc mừng. Giờ đây kính thưa cộng đoàn anh chị em, chúng ta dâng thánh lễ này một cách thật sốt sắng. Thánh lễ nào cũng là Chúa Giêsu chủ tế chủ sự, dù giám mục hay là hồng y hay giáo hoàng hay linh mục chủ tế chăng nữa, thì chúng ta hãy nhớ chính Chúa Giêsu một cách thiêng liêng bầu nhiệm là chủ tế chính của thánh lễ này. Vì thế hết mọi người chúng ta được hiệp thông với Chúa Giêsu để cùng với Chúa Giêsu dâng lễ tế tạ ơn Cha trên trời và xin Ngài tha thứ đền tội cho nhân loại. Đây là hai phần chính yếu của mọi thánh lễ. Riêng hôm nay hết mọi con cái cháu chắt của giáo xứ An Lạc mừng Bổn Bằng Thánh Vincente của mình, và Ngài được nổi tiếng nhiều nhân đức, nhưng một trong những nhân đức đó là lòng thương người và ban nhiều ơn nhiều phép lạ của Chúa cho những ai chạy tới với Ngài. Và Đức Cha cũng được biết bà con giáo dân giáo xứ An Lạc nói chung và cách riêng các đồng hương vào trong miền Nam sinh sống này đã được hưởng rất nhiều ơn của Thánh Vincente. Cho nên hôm nay chúng ta hãy hợp ý cầu nguyện cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài và xin Ngài tiếp tục nâng đỡ chúc lành cho mọi người chúng ta, cách riêng những người đang gặp nhiều khó khăn về tinh thần hay vật chất. Với tâm tình đó, chúng ta dừng lại một hai giây phút xin lỗi Chúa về các điều thiếu sót. Xin Chúa thương nhận lời cầu xin của chúng ta qua lời chuyển cầu của Thánh Vincente. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, Thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên các thượng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Vincent Linh Mục xuất hiện như sứ giả tin mừng để nhắc nhở cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón Đức Kitô ngự đến xét xử trần gian để được chiêm ngưỡng thánh nhan người trên thiên quốc, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Đẹp thay, trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Kìa, nghe chăng, quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy. Họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của người, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Người bốn bề rồi ra nhìn thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, này con xin thường thi thánh ý Ngài. Lạy Chúa, này con xin thường thi thánh ý Ngài. Tôi hằng trong đời hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cuối mình nghe tôi, khiến tôi mơ mềm sướng bài ca. Xin hát kinh Ngài đây bài ca, một bài ca mới. Chúa đâu thích gì phẩm vật và hy lễ, nhưng Ngài đã mở tai tôi. Chúa đâu có đòi lễ toàn thiêu hay lễ xa tôi. Con liền thưa, này con xin đến. Sách ghi rõ ràng những lời về con đó, con tìm ý Ngài vâng theo. Kinh thần Chúa Trời, Chúa của con, bao huân rơi Ngài, đây lòng con hằng luôn Đức công chính Ngài khấn nguyện truyền giao mãi trong ngày nhóm hội con dân. Kinh thần Chúa Trời,
chứng nhận cho, vì Chúa biết rằng môi miệng con nào đâu im tiếng. Bài trích thư thật của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em, giờ đây tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức. Vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh, tôi đã trở nên người phục vụ hội thánh theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi. Liên quan đến anh em, đó là tôi phải rao giảng lời của người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao nhiêu giữa các dân ngoài. Đó chính là Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính Người là đấng chúng tôi rao giảng khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng anh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có rất đông người cùng đi với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: anh ta đã khởi công nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 2,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức
thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa. Kính thưa cộng đoàn anh chị em rất thân mến, mời cộng đoàn anh chị em dừng lại suy nghĩ và rút ra một vài bài học mà Chúa dùng của con người cuộc đời Thánh Vincente để mời gọi chúng ta theo Chúa, theo cung cách và nhân đức của Thánh Vincente. Trước hết, cách đây 670 năm là năm Thánh Vincente được sinh ra, và trong 69 năm, từ năm 1350 tới 1419 là thời gian Thánh Vincente được sinh ra trong một gia đình rất giàu có của nước Tây Ban Nha. Nhưng 14 tuổi Ngài đã được cái ơn và Ngài quyết định dâng cuộc đời của Ngài để phục vụ Chúa và Hội Thánh. Năm 17 tuổi, Ngài xin vào dòng Đa Minh trở thành linh mục và đem tất cả cuộc sống của Ngài để thực hiện kế hoạch của Chúa Kitô. Những bài học quan trọng của cuộc đời Thánh Vincente được rút ra qua mấy điểm chính yếu sau đây và để áp dụng cho chúng ta. Vì việc thờ phượng yêu mến không chỉ là lý thuyết mà cụ thể cuộc sống hành động thực hành mới là quan trọng. 100.000 lý thuyết hay mà không thực hành được hay không mang ra thực hành thì không có ích lợi gì cả, ngay cả không lợi bằng không. Ngày hôm nay người ta muốn nhìn và đánh giá mọi sự dưới cái hành động, dưới cái việc làm, và đặc biệt là cái hoa trái, cái kết quả của hành động, của việc làm. Ở đây chúng ta thấy đó, Thánh Vincente 670 năm trước đã sống và thực hành như vậy. Trước hết, Ngài đã sống và có một lòng yêu mến đặc biệt đối với giáo hội. Trong thời gian khoảng mấy chục năm chờ giáo hội lúc bấy giờ nó không phải như bây giờ, nó nhiễu nhược hơn cái mức độ chúng có cả các thế lực hay tổ chức xã hội. Cùng một lúc có ba vị giáo hòa tranh giành ngôi vị khác, không ai muốn chịu muốn nhường và thoái vị hay là nhường lại cho người khác. Hỏi đức tin sẽ như thế nào, và Ngài đã bị đặt trong một cái tình huống để yêu mến một vị hồng y sau này trở thành giáo hoàng, người thân của Ngài, và Ngài đem hết tất cả tâm sức ra phục vụ cái vị giáo hoàng đó đúng không, tới 15. Nhưng mà rồi Ngài được ơn Chúa, và khi ơn mời gọi của Chúa, cả ba vị giáo hoàng lên thoái vị để rồi tìm thánh ý Chúa bầu nên một vị giáo hoàng khác. Thì cái vị giáo hoàng thân thuộc của Ngài là Phổ Loa 15 nhất định không từ chức, và Ngài đã bất đắc dĩ coi như là dùng cái thế lực của Ngài để thúc phế vị giáo hoàng đó, để cả ba vị giáo hoàng đó từ chức để bầu lại một vị giáo hoàng. Tôi chỉ nhắc tới một chút là cái nhân đức, cái đức tin yêu mến Hội Thánh của Thánh Vincente. Mà Hội Thánh là thân thể, là kế thừa, là trái tim của Chúa Giêsu. Cho nên hôm nay chúng ta hãy học ra cái
bài học, chúng ta phải yêu mến hội thánh của Chúa. Và hội thánh chỉ có một, Chúa là đứng sáng lập, là một, là duy nhất. Và hội thánh khắp mọi nơi giống như một thân thể có nhiều khác biệt tay chân, giáo phận này, giáo phận kia, nhưng mà một thân thể của Chúa Kitô mà thôi. Thế nào thì giáo hội, tức là áp dụng trong thực tế tại giáo hội của Chúa Kitô Việt Nam có 27 giáo phận. Chúng ta cũng phải đặt giáo hội lên trên hết, chỉ có một hội thánh của Chúa Kitô. Còn các cái hội thánh địa phương chúng ta cũng yêu mến và không có cái sự đối kháng. Cho nên bài học đầu tiên hôm nay, kính thưa bà con giáo dân anh chị em xa quê, giáo xứ An Lạc cũng như toàn giáo phận, và hiện nay các giáo tổng giáo phận Hà Nội miền Bắc, hầu như giáo phận nào cũng có rất nhiều con cái bỏ cái giáo xứ quê hương của mình, giáo phận mẹ của mình, để đi đến các cái giáo phận như tổng giáo phận thành phố đây để rồi sinh sống làm ăn. Vậy chúng ta vẫn nuôi dưỡng lòng yêu mến đối với giáo hội, và giáo hội gần gũi trước mắt là cái giáo hội chúng ta đang sinh sống ở đây. Cụ thể hơn, hiện thân của giáo hội địa phương là giáo xứ. Cho nên mời bà con anh chị em đang ở giáo xứ nào thì hãy đăng ký gia nhập vào giáo xứ đó, nhất là khi đã có cái hướng trong tương lai mình và con cái cháu chắc của mình sẽ hội nhập vào và sẽ thuộc vào cái giáo hội địa phương đó, thì cũng nên công khai và phải coi đó là một cái hội nhập để được đón nhận và trở thành một chi thể trong thân thể giáo hội ở địa phương. Có một số gia đình, một số người đôi khi coi thường nếu trong giai đoạn 1-2 năm đầu do mình còn đi sinh sống và còn có thay đổi chỗ này chỗ kia. Do vậy nếu ở lâu từ 3-4 tháng trở lên thì cũng nên đến với nhà sư bên giáo hội địa phương để đăng ký ghi tên gia nhập và đón nhận cũng như thực hành tất cả các cái chương trình của giáo sư địa phương đó, chứ không nên đứng ngoài cuộc hay là đứng xa vờ. Nói như vậy chúng ta cũng không nghĩ là quên hay là bỏ cái giáo sư gốc, giáo sư mẹ của mình, nhưng phải nhìn nhận cái thực tế gia đình của mình, con cái của mình sinh sống mọi cái ở cái giáo sư mới, còn là giáo sư quê hương hay là giáo phận mẹ quê hương, chúng ta vẫn lưu luyến, chúng ta vẫn đây là tình nghĩa. Còn chúng ta hỗ trợ giúp được cái gì thì tùy, nhưng mà không bắt buộc, và cái tình nghĩa đó thì nó rất là quý mến. Và giáo xứ địa phương đó, phần mẹ địa phương Thái Bình cũng không có bao giờ từ chối hay là không tiếp đón. Và ngược lại, giáo xứ nào, giáo phận nào cũng vậy, khi có những người con xa quê đi làm ăn về thì được trân trọng, được tiếp đón và vui mừng, chứ không phải chờ đợi vì tiền bạc của các bà con đó mang về. Cho nên chúng ta cũng phải cân nhắc và suy nghĩ, có một số người lẽ ra có điều kiện và có một phần phải về thăm lại mồ mả tổ tiên cha ông của mình, mặc dầu bây giờ cha mẹ ông bà của mình đã ra khỏi cái giáo phận mẹ, giáo xứ mẹ, nghĩa địa mẹ, nhưng mà còn tổ tiên ông bà không có cội nguồn, không có cây cối, không có hoa trái như ngày hôm nay. Cho nên một số đông các cháu chắc, các duyên những người trẻ, nhất là những ai sinh ra ở trong này, thì coi như quên và cảm thấy mình không còn tình nghĩa hay là bổn phận gì đối với giáo xứ mẹ hay là giáo phận mẹ. Chúng ta không nhấn mạnh tới tiền bạc, không phải vì cần tới tiền bạc của bà con đưa về. Do vậy cái lòng hiếu kính, yêu mến, biết ơn của con cái cháu cháu đối với cội nguồn, đối với tổ tiên ông bà của mình là một đạo hiếu. Và ai có lòng hiếu kính với cội nguồn tổ tiên ông bà, không có mồ mả tổ tiên ông bà của mình là... đó không có mình. Và ai kính nhớ mồ mả tổ tiên ông bà là tri ân cảm tạ Chúa Trời vì đã đứng đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật.
Vậy cái bài học thứ nhất hôm nay rất thực tế. Mời gọi tất cả các bạn trẻ đến giáo xứ nào thì phải tham gia nhiệt tình tích cực vào trong giáo xứ đó. Vì đó là mình sống đức tin và hưởng các cái ơn phước của một Chúa, một hội thánh mà thôi, chứ không có nhiều Chúa, nhiều hội thánh. Cả những trường hợp anh em xa lạ, không phải vì xa lạ và xa lạ là tự nhiên vì mình mới đến, không phải vì xa lạ mà cho phép mình xa cách. Càng xa lạ mình càng tới tìm mọi cách để cho quen biết và thân thiện với nhau, để trở thành một hội thánh của Chúa duy nhất tại địa phương của mình. Và đi đâu chúng ta cũng sống tinh thần đó. Đó là bài học thứ nhất của Thánh Vincente. Bài học thứ hai của Thánh Vincente là tâm hồn truyền giáo, trái tim truyền giáo. Và truyền giáo hồi xưa cũng như ngày nay, nếu không có các cái tâm hồn trái tim truyền giáo của các vị truyền giáo hồi xưa, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ hết mọi sự để loan báo tin mừng của Chúa, không có giáo hội Công giáo Việt Nam ngày hôm nay, và cũng sẽ không có chúng ta. Và vậy bây giờ tới phiên chúng ta, chúng ta đã làm gì và đang làm gì để tiếp nối cái chương trình, cái lệnh truyền truyền giáo của Chúa? Và còn biết bao nhiêu người chung quanh trong khu vực, trong xứ đạo của chúng ta chưa biết Chúa Giêsu là ai? Chúng ta cũng không nhất thiết phải bắt chước Ngài, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ quê hương để đi vào vùng sâu, vùng xa để loan báo Chúa. Cái đó là ơn phi thường đặc biệt. Nhưng về cái nhân đức, cái ơn truyền giáo, chúng ta có ý thức không? Ngay trong gia đình chúng ta, một số gia đình kết hôn, lấy vợ, lấy chồng với những người trở lại niềm tin Công giáo, mà chính những người Công giáo gốc đã không trở thành được cái mẫu gương cho những người bạn của mình, người vợ, người chồng mới trở lại của mình. Mà đôi khi chính cái người đạo gốc đó đã sống một cách phản tác dụng, gương mù, gương xấu cho đức tin của cái người vợ, người chồng mà mình đã cưới, đã hỏi, đã đưa về gia đình. Vậy những ai là gia trưởng mà gọi là đạo gốc, không phải cần truyền giáo đâu xa, nhưng mà truyền giáo ngay chính trong gia đình mình. Làm sao để vợ chồng, ông bà, con cái, những người ngay trong gia đình mình xác tín được một cái đức tin mạnh mẽ, kinh sáng, kinh tối, cầu nguyện trong gia đình. Điều này cha cũng vui mừng để gọi là chia sẻ với bà con. Cha cũng đi nhiều nơi và gặp nhiều bà con giáo dân và nhiều cha xứ nhiều nơi, cũng nói lên cái cảm phục, thấy được cái lòng đạo đức, đức tin còn rất mạnh mẽ của các gia đình Công giáo miền Bắc nói chung và Thái Bình nói riêng. Không phải chúng ta kiêu căng tự phụ, chúng ta phải cảm ơn Chúa và tiếp tục phải duy trì cái niềm tin này. Cho nên càng xa quê hương, nhất là các gia đình đơn lẻ, thì mỗi gia trưởng, vợ hay chồng và con cái cố gắng để nuôi dưỡng giống như cái lửa, cái bếp lửa trong gia đình của mình về đức tin. Và cái người châm lửa và mồi lửa không ai khác là người cha, người mẹ hay người vợ, người chồng Công giáo. Vậy truyền giáo ở đây là phải xem lại cái đạo đức, đức tin của giáo dân xa quê. Chúng ta không thể đổ lỗi, và càng xa quê, xa nhà thờ, xa các cái hoạt động của giáo xứ, mình càng phải thấy thao thức và nguy cơ nếu mình không cố gắng giữ cái lửa đức tin nhỏ bé trong gia đình mình, thì gia đình mình sẽ nguội lạnh. Truyền giáo như thế. Rồi Đức Cha cũng biết có một số đồng gia đình chúng con đang làm ăn sinh sống trong những cái tổ nhỏ hoặc là công ty gia đình, hay là có một số người công nhân viên chức, có nghĩa là chúng con giao tế tiếp xúc với người này người khác, và đại đa số là các lương dân hay là những cái người mua bán trong cái cuộc sống hàng ngày. Chúng con hãy nhớ Thánh Vincent mời gọi phải lưu ý truyền giáo cho những người đó, những người công nhân, những người đang tới làm việc trong nhà, trong xí nghiệp, trong cái môi trường của chúng con.
không cần phải đi đâu xa, không cần phải nói về Chúa một cách tò tát, mà sống chúng con phải đối xử với những cái người thờ, người công nhân đó một cách tốt đẹp, một cách như gia đình, một cách chan hòa, với một cái ý thức hy vọng một ngày nào đó những hạt giống, những cái cầu nguyện, những cái hành động chúng con gieo nó sẽ mọc lên, đức tin nó sẽ mọc lên. Phaolô trồng, Apollo tưới, Chúa cho mọc lên, người khác hưởng cái hoa trái. Vậy bài học thứ hai, Thánh Vincent ngày đêm đi hết chỗ này chỗ kia cầu nguyện hy sinh để cho nhiều người được trở lại đạo. Và một điểm thứ ba, bài học thứ ba của Thánh Vincent mà chúng ta hay nói là Thánh thường xuyên phép lạ. Ngài có hai cái kén người ta tô đậm thêm để nói như thế Ngài có một cái thiên sứ mang ơn của Chúa xuống liên lỉ cho Ngài để Ngài làm phép lạ. Và sách vở nói lại Ngài làm tới 3.000 phép lạ. Vì sao? Cái chính yếu không phải làm phép lạ. Nhân đức chính yếu của Ngài là thương người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Ngài thương tới mức độ Ngài cầu nguyện và Ngài thương cái phần linh hồn, phần đạo đức, phần thiêng liêng của con người là linh hồn, là sự sống đời đời, cho nên Ngài truyền giáo. Ngoài ra Ngài còn thấy có một số người nghèo khổ quá, cùng cực quá, cho nên Ngài mới thương, xin Chúa ban phép lạ, ban ơn nâng đỡ cho những trường hợp như thế. Nhất là qua các cơn bệnh dịch, vào thời của Ngài cũng đã có một cái bệnh dịch đói và nhiều người chết la liệt, giống như Thái Bình 1945 có một bệnh dịch đói khủng khiếp, gần 1 triệu người chết. Ngài đã cầu nguyện cầu xin và như thể Chúa làm phép lạ cho một cái tàu chở thật nhiều lúa thóc tới cứu cái dân khỏi đói. Vậy phép lạ của Ngài nói lên cái tình thương của Ngài dành cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Vậy bài học thứ ba hôm nay chúng ta rút ra, mọi người chúng ta ai ai cũng đang được đầy ắp phép lạ. Nếu nói phép lạ là những cái chuyện phi thường thì ai ai trong chúng ta có thể nói là không có chuyện vĩ đại. Phép lạ theo nghĩa là vĩ đại phi thường. Nhưng mà nếu hiểu phép lạ theo cái nghĩa thông thường hàng ngày, tất cả mọi sự chúng ta đang có ở đây, thân xác của mình, gia đình của mình, tất cả đều là ân phước, là phép lạ của Chúa hết. Anh em được ngồi đây, trong khi nhiều nơi khác đang bị Covid, đang bị cách ly, đang ốm đau, đang chết chóc, có phải phép lạ không? Có một người bị bệnh Covid ở Ý, sau khi hít thở cái máy, hít thở được khỏi bệnh, ông ta khóc toáng lên khi người ta yêu cầu phải trả 5.000 đô cái tiền thuê cái máy hít thở. Người ta hỏi mắc quá chăng cho nên ông khóc? Không, tôi giữ tiền để tôi trả cái tiền đó. Nhưng mà tôi nhớ lại bấy lâu nay tôi hít thở không khí bao la của Chúa, không trả đồng nào. Mà trong mấy ngày qua tôi thuê cái máy, tôi hít thở có mấy tiếng đồng hồ, tôi phải trả 5.000 đô. Trong khi từ bé cho tới hôm nay tôi hít thở biết bao nhiêu không khí của Chúa Trời, tôi không trả đồng nào. Cái tư tưởng này nói cho chúng ta, thay vì chờ những phép lạ phi thường của Thánh Vincent, tất cả chúng ta đầy ắp phép lạ đang có, đang trên mình của mình, sức khỏe của mình, quần áo ăn mặc của mình, tất cả đều là phép lạ so với người bần cùng, người trần truồng, người bị bỏ rơi, người ốm đau, người bệnh tật, người cù tay, người què chân, người mù, người câm, người điếc, tất cả là phép lạ. Với người mù, họ cả đời chưa bao giờ được thấy, chúng ta thấy nhạc cả đời, không phép lạ là gì. Cứ như vậy nhân lên, gia đình chúng ta, con cái của chúng ta phép lạ nhãn tiền. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chờ đòi hỏi một cái phép lạ mà nhiều người mong chờ là có nhiều tiền. Và chỉ khi nào Ngài làm phép lạ cho thật nhiều tiền thì mới thêm lòng tin. Còn lại quên hết mọi cái phép lạ, mọi cái ơn phước khác. Và một điều nữa đừng quên, có một số người
trực tiếp chạy ngay tới với Ngài, bỏ Chúa, quên Chúa, quên Đức Mẹ, quên các thánh, và coi Ngài như thay thế Chúa, và chỉ có biết tới Ngài thôi, còn không bao giờ biết tới Chúa. Tất cả mọi nguồn phúc, cội nguồn của mọi ơn phúc, ơn thánh, ơn sủng, Chúa là trung tâm, là chính. Các ơn Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh ban cho thì khởi nguồn là từ yêu thương của Cha trên trời. Cho nên chúng ta đừng quên, và chúng ta phải nhớ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Nhưng mà Chúa đã thương qua cái nhân đức công phúc của thánh nhân này để chúng ta bắt chước Ngài, và Chúa tuôn đổ để giúp cho chúng ta bắt chước gương của Ngài, chứ không theo nghĩa đen chỉ có Ngài mới làm phép lạ, mới thương chúng ta, còn Chúa thì chẳng thương chúng ta, hoàn toàn sai lầm. Vậy cái nhân đức cũng như là cái rút ra cái thực hành của chúng ta, kính thưa cộng đoàn anh chị em, thương người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Tới đây tôi xin mở ngoặc một chút, và hôm nay tôi tới đây mặc dầu sức khỏe mọi cái tôi cũng đã 74, 75 rồi không có cho phép, nhưng vì tôi cũng muốn tỏ lòng biết ơn đối với bà con giáo phận Thái Bình nói chung, cái riêng giáo xứ An Lạc nói riêng, vì đã dâng một số cái đất mà anh em bỏ đi, và phải cái đất đó phải trao lại cho nhà nước, và phải làm đơn xin lại nhà nước mới cấp cho một cái số đất đó. Và khi cấp được số đất rồi thì không biết làm gì, thì Chúa mới soi sáng và nghĩ tới người nghèo khổ cùng cực, cả giáo phận muốn bắt chước để thực hành lời Chúa, làm một cái gì đó cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Cho nên cái trung tâm lòng thương xót đã được xây dựng, đã được hình thành. Và trung tâm, mục đích của cái trung tâm đó, tôn vinh lòng thương xót Chúa một cách bằng hành động, tức là đem lòng thương của Chúa, cánh tay nối dài, hành động việc làm cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Đó là tôn vinh lòng Chúa thương xót, để cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi cảm nhận qua cuộc sống đây rõ ràng là bằng cớ Chúa thương xót mình, chứ không phải chúc tụng lòng thương xót Chúa chỉ bằng lời ca tiếng hát tôn vinh Chúa chưa đủ. Đức tin phải kèm theo một hành động. Cho nên ai có lòng thương xót Chúa thật, tôn vinh lòng Chúa thương xót, đọc kinh cầu nguyện chưa đủ, phải kèm theo một hành động việc làm. Hành động đó là cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người ốm đau được an ủi, cho người trần truồng được áo mặc, cho người tù tội, cho người các tệ đoan xã hội mù lòa tàn tật được một chút gì đó. Cho nên cái trung tâm đó sẽ nhận và chăm sóc nội trú, chăm sóc sức khỏe cho những người cùng cực bị bỏ rơi, bại não, bại liệt, ốm đau, vân vân, bằng hành động, bằng việc làm. Vậy đây cũng là một cái nỗ lực và một cái cố gắng, trong đó có sự giúp đỡ rất lớn lao của bà con giáo dân An Lạc, và điển hình là của các anh em đây. Cho nên hôm nay nhân dịp này, tôi cũng xin thay mặt cho những người nghèo khổ cùng cực sẽ được hưởng, và đã có một số người bắt đầu hưởng cái hoa trái của cái trung tâm trường dạy nghề lòng Chúa thương xót An Lạc đó, để có lời cảm ơn một cách đặc biệt với những ai đã đóng góp công sức cho việc xây dựng cái trung tâm đó. Và đồng thời cũng xin mời những ai chưa làm gì để gọi là giúp người nghèo khổ cùng cực, thì hôm nay xin Thánh Vincente ban cho cộng đoàn anh chị em, các gia đình, kết riêng những người nghèo khổ cùng cực, cũng hãy xác tín nếu mình sống tốt theo lời Chúa dạy, thế nào Chúa cũng thương qua lời chuyến cầu của Thánh Vincente, như rất nhiều gia đình đã lãnh nhận được. Và xin những gia đình, những ai đã được ơn Thánh Vincente trực tiếp hay gián tiếp qua việc thành đạt của cuộc sống làm ăn, xin các gia đình những người đó đừng quên những người khác đồng hương giáo xứ An Lạc, nhất là những người trong thời gian gần đây mới biết được và mới can đảm bỏ cái xứ của mình
để đi tìm một cái tương lai có thể tốt đẹp hơn, cứu vãn tương lai của mình, cứu vãn tương lai của gia đình của mình. Những người đó hiện nay đang rất là bơ vơ, không có nơi ăn trốn ở, thì xin những đồng hương an lạc đi trước, mà Chúa đã ban cho rất nhiều ơn qua cái lòng tốt của Thánh Vincente. Xin đừng quên những cái thành phần đang khó khăn đó, và cũng xin mời mỗi người hãy làm một cái gì đó để đóng góp, để như lòng biết ơn trả ơn lại cho Thánh Vincente. Và ai có lòng biết ơn như thế sẽ được Chúa tăng thêm ban cho nhiều ơn khác. Kính thưa cộng đoàn anh chị em, đây cũng là kết thúc cái bài chia sẻ, đúng hơn là một cái bài cầu nguyện. Vậy chúng ta dâng tất cả mọi vất vả cuộc sống hết 15 năm qua. Cảm ơn các anh em trong ban điều hành, trong các cái sự cố gắng để khởi sự và kéo dài cho tới hôm nay được 15 năm. Chúng ta dâng hết tất cả mọi công phúc cũng như mọi khó khăn của tất cả mọi bà con ở miền Nam này, cũng như bà con còn lại ở quê nhà, dâng lên thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương nhờ lời chuyến cầu của Thánh Phêrô chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện tín hiếu. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta Thánh Vincent như gương mẫu sáng ngời về lòng mến Chúa, yêu người và sự nhiệt tâm rao giảng tin mừng. Quy tụ nhau nơi đây mừng kính Thánh bổn mạng và nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hội đồng Hương An Lạc, chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Đẹp thay bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong hội thánh, cách riêng là Đức Cha Phêrô, quý cha, quý thầy phó tế, luôn giữ lửa yêu mến Đức Kitô, nhiệt thành rao giảng tin mừng và hiến mình phục vụ anh chị em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Hôm nay là ngày kỷ niệm 22 năm chịu chức linh mục của cha chánh xứ Phêrô và một năm linh mục của cha phó Giuse. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các ngài luôn được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, hăng say trong sứ vụ mục tử và luôn có Chúa là niềm vui trong cuộc đời dâng hiến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Thánh Vincent là đấng phù hộ các tín hữu cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn cho khỏi những mưa đá bão táp, cùng trừ cất mọi sự gian nguy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa qua lời chuyện cầu của Thánh Vincent cho cơn dịch sớm chấm dứt, các bệnh nhân sớm được chữa lành và các gia đình, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn thử thách được nâng đỡ ủi an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thánh Vincent là đấng hay làm nhiều phép lạ, là thiên thần nói về sách Khải Huyền, là đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
cho các con cái Thánh Vinh Sơn trong hội đồng hương An Lạc miền Nam khi nỗ lực xây dựng đời sống trần thế cũng biết hướng lòng về quê trời và luôn biết noi gương sống đạo tốt lành của tổ tiên ông bà, sống hòa thuận, chia sẻ, nâng đỡ nhau nơi mảnh đất phương Nam này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi cuộc đời của Thánh Vinh Sơn. Xin cho chúng con biết nhận ra tình yêu Chúa luôn phủ lấp cuộc đời chúng con, để chúng con biết ra đi làm chứng nhân trung thành của Chúa trước mặt mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chăm đôi tay khẩn cầu nguyện xin dâng về Cha, nay đây sắp thần linh.
linh hồn, tình yêu vững niềm sắt son. Bao hy sinh trong đời đã qua, bao gian nan ngày mai sẽ đến, tiên sớm về cha. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin tiếp nhận của lễ chúng con dâng tiến để mừng kính Thánh Vincente, và xin cho chính cuộc sống chúng con cũng thành lời kinh tri ân cảm tạ dâng trước tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ kính Thánh Vincente, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài, Chúa củng cố Hội Thánh. Nhờ lời giảng dạy Chúa giáo huấn và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn Hội Thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa là vạn đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Chúa trên cao tầng trời, chúng tôi đã đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ương mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm.
đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiến trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho bởi vì Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse Tổng Giáo Phận chúng con, Đức Cha Chủ Tế Phêrô, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y Gioan Baptista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con đã xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúng con nợ, đừng đưa chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa dòng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đứng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa đang xóa mọi chân gian, xin con xa chúng con. Lạy Thiên Chúa đang xóa mọi chân gian, xin con xa chúng con. Lạy Thiên Chúa đang xóa mọi chân gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đương xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Từng ngày từng bước, hôm nay và trọn cuộc sống, tương lai vững niềm tin yêu. Ngài là hạnh phúc vô biên này con xin đến, hiến thân làm lễ toàn thiêu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa ôn lại nguồn gốc đức tin của chúng con, vừa dâng lời tri ân cảm tạ vì tưởng nhớ các vị đã sáng lập hội thánh chúng con chính là tôn vinh Chúa. Xin cho bí tích cứu độ chúng con nhận lãnh nơi bàn thánh để mừng kính Thánh Vincente, làm cho chúng con được đầy tràn niềm vui của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin kính mời Đức Cha Phêrô, quý cha cùng cộng đoàn an tọa. Sau đây một vị đại diện của Hội Đồng Hương Giáo xứ An Lạc tại miền Nam có đôi lời tri ân tới Đức Cha, quý cha cùng cộng đoàn. Trân trọng kính mời. Trọng kính Đức Cha Phêrô, chủ chăn giáo phận Thái Bình. Kính thưa cha chánh sứ, cha phó giáo sứ Thiên Ân, cha sứ quê hương, cha quý hương, quý cha đồng tế. Kính thưa quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ giáo sứ Thiên Ân, quý viên chức điều hành các liên giáo sứ họ. Kính thưa quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong tâm tình tạ ơn mừng kính Thánh Vinh Sơn bổn mạng, cũng là kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Đồng Hương, chúng con vinh dự được đón tiếp Đức Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Trải qua bao gian nan thăng trầm của cuộc sống, những ngày đầu thật khó khăn nơi xứ lạ quê người, chúng con nhận thấy được lòng ước ao và tâm hồn khát khao của những người con an lạc tại miền Nam, mong muốn có nơi để gặp gỡ, chia sẻ, nâng đỡ nhau về tinh thần qua những khó khăn, nên chúng con quyết định thành lập Hội Đồng Hương. Lúc khởi đầu, chúng con chỉ có 10 thành viên, nhưng nhờ ơn Chúa thương giúp và Thánh Quan Thầy soi dẫn, đến thời điểm hiện nay, chúng con đã có hơn 500 thành viên trong Hội Đồng Hương. Chúng con nhìn lên để tạ ơn Thiên Chúa, nhìn về quá khứ để cảm ơn các bậc tiền nhân, ông bà đã dạy dỗ con cháu,
dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng giữ vững được đức tin và tình làng nghĩa xóm. Chúng con cảm nhận thấy có Chúa và Thánh Quan Thầy luôn đồng hành trong mỗi dự định phát triển của Hội Đồng Hương chúng con. Trong giờ phút kết thúc thánh lễ trang trọng này, con thay lời cho toàn thể Cộng đoàn Đồng Hương Giáo xứ An Lạc tại miền Nam, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Thánh Bổn Mạng Vinh Sơn đã thương ban muôn ơn lành cho Hội Đồng Hương chúng con trong suốt 15 năm qua. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha Phêrô, người cha đầy tình yêu thương, nhiệt thành. Ngài đã không quản hy sinh, vất vả lo cho giáo phận về mọi phương diện, tinh thần cũng như vật chất, cách riêng cho giáo xứ An Lạc quê hương chúng con. Đức Cha đã đem trung tâm hướng nghiệp lòng Chúa thương xót về xây dựng tại quê hương giáo xứ chúng con. Từ một giáo xứ nhỏ bé không ai biết đến, nay nhờ Đức Cha mà quê hương yêu mến của chúng con được rất nhiều người biết đến, vì có trung tâm tấm lòng vàng để đón tiếp những mảnh đời bất hạnh về để chăm sóc và phục vụ. Trọng kính Đức Cha, dù Ngài rất bận mải công việc mục vụ của giáo phận, nhưng vì tình thương mến đến cộng đoàn nhỏ bé của chúng con, giờ đây bao ánh mắt con tim trìu mến của chúng con đang hướng về Đức Cha. Ngài đã có những chia sẻ huấn giảng thật sâu sắc cho đời sống đức tin của những người con xa xứ. Chúng con cảm nhận được tình yêu thương của Đức Cha đang lan tỏa trên chúng con. Chúng con xin cảm tạ và tri ân Đức Cha. Chúng con tỏ lòng biết ơn Cha Chánh Sứ, Cha Phó Sứ, Giáo Sứ Thiên Ân đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ Hội Đồng Hương chúng con có nơi quy tụ tổ chức thánh lễ. Và hôm nay cũng là ngày trọng đại kỷ niệm 22 năm ngày thánh chức linh mục của Cha Chánh Sứ, một năm linh mục của Cha Phó Sứ. Xin Chúa Thánh Thần là sức mạnh tình yêu ban cho hai cha được nhiều sức khỏe để dẫn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó, và luôn tạo điều kiện cho những người con xa xứ có nơi họp mặt đầy yêu thương. Chúng con xin cảm ơn Cha Chánh Sứ, Cha Phó quê hương, Cha Quý Hương đã vượt qua hơn 2.000 cây số vào đây hiệp thông với chúng con. Chúng con xin cảm ơn Cha Doan Kim Nguyễn Thanh Tùng đã vất vả linh hướng cho Hội Kèn Đồng Hương chúng con trong suốt thời gian qua. Chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế, chỉ vì tình yêu thương chúng con mà các ngài đã về đây cùng với Đức Cha dâng thánh lễ tạ ơn cho Hội Đồng Hương chúng con. Chúng con xin Đức Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn luôn cầu nguyện và xin Chúa và Thánh Quan Thầy ban cho Hội Đồng Hương chúng con ngày một phát triển lớn mạnh trong tình đoàn kết yêu thương. Chúng con xin cảm ơn quý thầy, quý sơ đã luôn âm thầm cầu nguyện cho Hội Đồng Hương chúng con. Chúng tôi xin cảm ơn quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thiên Ân, quý Hội đồng Hương Liên Giáo xứ, Ban đại diện Giáo phận Bùi Chu, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời gian quý báu về đây hiệp cùng với Hội Đồng Hương chúng tôi dâng thánh lễ tạ ơn. Chúng tôi xin cảm ơn các ban ngành đoàn thể, đặc biệt Ban Kèn Giáo xứ Hoàng Xá, Hội Kèn Giáo xứ Đồng Hương, Ca đoàn Giáo xứ quê hương đã dâng những lời ca tiếng nhạc du dương dâng lên Thiên Chúa để góp phần cho thánh lễ thêm long trọng và sốt sáng. Những hy sinh của các quý vị sẽ mãi là bài ca tạ ơn vươn lên trên bay cao trên bước đường phục vụ. Trong niềm hân hoan mừng lễ kính thánh bổn mạng Quan Thầy Vinh Sơn hôm nay, con xin kính chúc Đức Cha, quý cha cùng toàn thể các quý vị luôn được bình an mạnh khỏe qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và thánh linh mục Vinh Sơn. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành và trả công bội hậu xuống trên Đức Cha, quý cha cùng toàn thể các quý vị. Trong việc tổ chức, chúng con không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng con rất mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Và sau thánh lễ, chúng con xin kính mời Đức Cha, quý cha cùng toàn thể các quý vị hiện diện ở lại chung vui với chúng con trong buổi tiệc mừng.
tại Hoa Viên Giáo Xứ. Và giờ đây xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay chúc mừng Đức Cha Phêrô và Cha Xứ Phêrô nhân ngày 29 tháng 6 và kỷ niệm buổi mặt của Đức Cha. Cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đứng lãnh pháp lành cuối lễ. Thay cho lời cảm ơn, xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người đã đến tham dự thánh lễ bổn mạng hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các giáo hữu, thánh cả Giuse và các thánh tổ tiên tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen. Chúa. Xem đề cao xa, người như hào quang sáng, mở chiều chuông xa. Lấy từ trong hai mẹ đã có tình lành, lúc trưởng thành người.
bài đọc kinh. Xin mời các anh em trong ban khinh tiệu vừa qua chúng ta chuyển ống thánh về sân khấu. Xin mời anh em khinh tiệu chúng ta, thanh niên chúng ta lên chuyển ống thánh ra sân khấu.